Chào cả nhà. Thì hiện tại mình đang đứng ở trên một ngọn đồi lớn ở tỉnh Phan Thiết, thành phố Phan Thiết mọi người nha. Ở Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Thì ở đây cũng là gần nơi của cái lầu ông Hoàng, của mà nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử với là cái cô người yêu của ông là nghệ sĩ Mộng Cầm. Thì mình đang đi kiếm cái lầu ông Hoàng. Thì thật ra không có rồi mọi người. Nhưng mà mình tới đây thì mình thấy cái này có một ngôi mộ, là mình nghe đâu nói là cái ngôi mộ này là của một người khá giàu có ngày xưa ở cái tỉnh Bình Thuận này, đã từng góp công góp sức xây dựng thành phố Phan Thiết và những cái trường học nơi đây. Thì theo người dân người ta chỉ là ngôi mộ của cái người này nằm ở đây mọi người. Nên mình tới đây mình muốn quay một chút xíu gì luôn ở ngôi mộ này. Thì hiện tại là hôm nay là cũng bây giờ cũng trưa rồi. Mình tại tới đây cũng rất là gấp nên đi là nói chung trục trặc rất là nhiều mọi người. Và đây là cái nơi nè. Thì đây là cũng không có phải là một ngôi mộ cổ như những ngôi mộ mà mình từng quay. Thì những cái người nổi tiếng ngày trước á, thì mình muốn cũng ghi lại một xíu, với là cũng ghi lại để biết được cái danh tính và nhớ lại cái công ơn của người ở đây luôn. Thì không biết là cái ngôi mộ này của người nam hay nữ hay là như thế nào. Nhưng mà nghe nói đây là một người khá giàu có ở tỉnh Bình Thuận ngày xưa mọi người. Thì đây là cái ngôi mộ này. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hiện tại mình đang ở làng Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Ở phía xa xa của mình là cái vùng biển mọi người, rất là xa, nếu có thể quay thì không thấy được. Nhưng mà mình đang đứng trên một ngọn đồi khá cao. Nếu quay xuống thì có thể nhìn thấy ngọn đồi phía dưới đây. Và dân cư ở rất là nhiều. Thì chắc hẳn mọi người, mình đã nói từ ban đầu, chắc hẳn mọi người đã biết tại sao mình đang có mặt tại đây. Thì mình nghe đâu nói ở đây có một cái ngôi mộ của một cái người lúc trước là phải nói khá giàu có ở tỉnh thành phố Phan Thiết. Đây là trước ngôi mộ của cái người mà mình được biết á. Nhưng mà nghe đâu nói là cái người này là người phụ nữ. Thì tại vì quá lâu rồi nên đa số phần đông ở đây á là cái dân cư di chuyển tùm lum nên khó thể nào mà biết được hết cái võ tung tích này. Nhưng mà nghe những cái người dân ở đây người ta chỉ là chính xác ở vị trí nơi đây. Và khi cái phong thủy của xây ngôi mộ thì một bên đó là nói chung là giống như ngọn núi, nhưng mà núi ấy mọi người, ở đây cũng là núi đá nha. Còn phía bên tay phải là cái bờ biển. Theo phong thủy ngày xưa người ta xây cái đó là tốt. Nhưng mà bây giờ thì theo thông tin và một số ít người lớn tuổi á, thì người ta có kể câu chuyện cũng khá là hay. Mình có tìm tới ngôi nhà của bà, nhưng mà ngôi nhà thì cũng không có gì mọi người. Ngôi nhà đã mục nát tan hoang hết rồi. Bà này hình như tên Lan hay sao á. Đây là ngôi mộ. Mình nhìn sơ qua thì mình thấy đây là một ngôi mộ đôi á mọi người. Tại vì xây những cái bức tường này nọ, những cái kiến trúc á thì cũng khá là lâu. Tuy không phải là mộ cổ nhưng mà cũng khá là đẹp. Trước là đây cũng là gọi là một cái người phải nói bề thế mới xây được ngôi mộ như thế này. Tại vì khá là rộng mọi người. Và đây là trước khi vào cái ngôi mộ thì có một cái cánh cổng vào có cái tấm bức bình phong trước mặt nè. Nghe nói rất là nhiều nhưng mà mình cũng không có biết rõ ràng hết được. Giờ người lớn tuổi người ta cũng không còn nhiều mọi người. Thì đây là hai phần mộ của cái người ở đây. Thì rất tiếc là mình tới mình cũng không có đem nhang đem gì tới để mà khấn vái, để mà thắp, để tỏ một cái chút lòng gì đó mình kính gửi những người đã nằm ở đây. Tới thì đây là cũng là một cái trường hợp ngẫu nhiên thôi. Mình vô tình thì được nghe một cái cô bán nước á, mình vô mua nước thì nghe cô đó kể lại mọi người. Thì ở đây cũng có người tới cúng kính rồi nè. Thấy có bánh trái nước mọi người. Đây là mộ đôi nha. Thì không hiểu sao thì xây khi người ta xây bao bọc rất là đẹp, nhưng mà hai mộ này người ta không có làm và để bi rồi đàng hoàng. Lạ một cái gì mọi người. Ở trong hốc này có một cái con rắn gì bự ghê á, nằm phía trong đây. Lạ thiệt ha. Thì mình đi trước giờ rất là nhiều ngôi mộ rồi.
Ở đây được nằm bên một cái đỉnh đồi luôn, cũng gần ở lầu ông Hoàng, chỗ mà nhà thơ Hàn Mặc Tử hò hẹn cùng với cái người yêu là cô Mộng Cầm. Thì cái video sau mình sẽ tới để review chỗ đó. Ở đây là mình nghĩ chắc là cái phong thủy khá là đẹp, tại vì hướng mặt ra biển rồi. Bên đây mọi người thấy không, xa xa là biển kia. Ở phía bên đây là một ngôi chùa là khá là đẹp luôn nè. Ngôi chùa này chắc cũng không có lâu lắm đâu. Nghe nói là cái bà này rất là giàu luôn, xây trường học rồi góp công góp sức, cũng góp tiền của mình rất là nhiều ở cái tỉnh thành phố Phan Thiết này. Nhưng mà tới đây thì cô bán nước kêu là ngôi mộ đây là khá là lớn và khá đặc biệt, cũng có nhiều câu chuyện rất là hay. Nhưng mà khi hỏi tới những cái về cái hướng tâm linh thì cũng không ai dám nói nhiều mọi người. Không hiểu là họ sợ, họ ngại cái gì nhưng mà họ không nói. Như mọi người thấy là đây là hai cái phần mộ, mình nghĩ là mộ ông mộ bà. Nhưng mà điều lạ con cái nữa là không có xây một cái tấm bia, cũng không có để tên tuổi ngày tháng mất và để ghi lại để sau này cho con cháu người ta biết. Cái chuyện lạ là nó như thế, chỉ có trong những câu chuyện truyền miệng những người lớn tuổi người ta biết thôi, người ta nhớ, người ta nói lại thôi, chứ hầu như là. Nhưng mà mình thấy ở đây cũng là ngày Tết mọi người. Mình đi hôm nay là cũng là ngày Tết luôn nè. Nhưng mà sạch sẽ nè, mọi người thấy không, cỏ dậy rất là sạch sẽ và tươm tất. Hai ngôi mộ được vun đất rất là cao luôn. Nhưng mà không lạ có cái là tại sao mà xây mộ và tường thành rất là đẹp, ở một vị trí này cũng khá là đẹp luôn. Và tiếng tâm lúc họ còn đương thời thì họ đã khá giàu rồi, xây được như thế này mà tại sao họ không có làm hai cái bia để cho bia ghi tên ghi tuổi ngày mất rồi mọi người, để cho con cháu sau này rồi người ta thờ cúng hay là người ta ấy. Mọi người thấy đây là cái bức bình phong nè đó, cái bức bình phong trước khi vô ngôi mộ là chỉ có view đây thôi, chỉ có cái cọng xuống rồi xung quanh tường rất là đẹp, nằm trên một ngọn đồi luôn. Ở bên hông là một cái con đường nè mọi người nè, đường ra hướng Mùi Né nè. Ở bên kia là cũng mồ mả khá nhiều, nhưng mà bên kia là người ta chôn tập thể. Còn ở hướng này là đó, nằm gần như là chèo queo luôn ha, rất là lạ. Thì mình cũng tới xin mình khấn thôi, chứ còn không cũng không có đem nhang mọi người. Thì nãy giờ mình đã quay sơ ngôi mộ rồi, thì tại vì rất tiếc là khi mình đi trên đường mình quay một cái khác, quay cái khác mọi người, để tìm hiểu một câu chuyện khác về nhà thơ thi sĩ Hàn Mặc Tử. Nhưng mà tới đây thì được nghe người dân ở đây, những người lớn tuổi bán nước, thì người ta kể về cái ngôi mộ này cũng khá là hay. Thì nên mình tới luôn, cũng xin phép để quay lại một chút xíu, thì giống như là nhắc lại một cái tí gì đó về cái công ơn của bà, của cái chủ nhân ngôi mộ này để cho mọi người biết. Ở đây toàn là núi đá không nha, khá là cằn cỗi mọi người. Và bên kia là có một cái khu nhà hoang nữa. Ở đây là người ta xây ra, người ta bỏ hoang. Có lẽ là trên đây lúc trước là cũng có người sinh sống nè, nhưng mà do sau đó thì người ta đã bỏ hoang rồi. Thì đây mọi người, đây là cái khu này cũng khá là hoang rồi. Nghĩ đây lúc trước chắc có người sinh sống một thời gian, nhưng mà vì lý do gì đó thì người ta đã không còn ở nữa. Mọi người có thể nhìn qua cửa sổ là thấy có người. Không biết họ làm cái gì ở đây nữa. Mọi người thấy giờ vào cửa sổ thấy cái nón đỏ đỏ đó, không biết là cái người đã làm cái gì. Mình thấy người đó, mình đoán có 3 trường hợp mọi người, mình đoán có 3 trường hợp. Tại vì mình cũng không vô gần thì sợ người ta phát hiện được. Mình
biết đây là những người nếu mà ở trong những ngôi nhà hoang mà kiểu lấp ló mà làm những cái chuyện gì thì nó cũng là cũng không có chuyện tốt lành gì. Mình đoán là ba trường hợp, một là có thể là hút chích, hai nữa là có thể là họ ví dụ như là bị tâm thần đó mọi người. Tâm thần có những người hay là không nhà không cửa có thể ở đó, nhưng mà cái này trường hợp này là mình nghĩ không phải bị tâm thần, tại vì ăn mặc đội nón rất là chỉnh chu và tươm tất. Đó, đó là hai trường hợp. Còn một trường hợp thứ ba nữa, mình nghĩ là có lẽ họ đã dắt người yêu của họ vô, và nãy mình thấy họ làm mấy cái động tác giống như là tự xử với mọi người. Chưa, giống như họ đang tự xử á, nên đôi lúc mình mà vô quay thì nó sẽ làm mất đi cái sự sung sướng của họ, thì tội kệ. Tại vì cũng không phải hay ho gì để mình quay mấy cái đó. Mình thì chủ yếu là quay những cái khu mộ cổ hay là những cái gì hướng về tâm linh nhẹ thôi. Đó. Còn cái trường hợp đó thì mình cũng không muốn lên hình ảnh làm cái gì. Mình nghĩ cái anh chàng này có khả năng trong ba cái trường hợp đó. À, cũng có khả năng là có một người con gái ngồi ở dưới nữa mọi người. Có khả năng có một người con gái ngồi ở dưới nữa. Thì video mình cũng tới đây kết thúc luôn. Tại vì chủ yếu là mình lên quay cái ngôi mộ này thôi. À, nghe mọi người kể về cái người đó. Nhưng mà do những người lớn bây giờ cái thông tin đó họ di chuyển rất là nhiều, và bây giờ những người mà còn mà chứng kiến được rất là ít, và cũng đã lớn tuổi rồi, nên để mà nói rõ ràng cái câu chuyện đó thì cũng rất khó. Tại vì đây cũng là một cái trường hợp đặc biệt và nó vô tình thôi mọi người. Đi rồi nghe rồi biết sơ nên là quay trực tiếp luôn, chứ cũng không có phải là mình chưa nắm nội dung ở đây. Thì lát nữa mình sẽ qua bên lầu ông Hoàng, chỗ mà nơi hàng mặt tử á, để mà quay ở đó, nơi cái chỗ họ hẹn của hàng mặt tử như thế nào cho mọi người biết nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.